Đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre đã đến thăm hỏi động viên lực lượng trực chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc. Cùng đồng hành, HD Bank chi nhánh Bến Tre đã tặng 10 triệu đồng cho lực lượng trực chốt. Thời gian qua, HD Bank chi nhánh Bến Tre đã tích cực hỗ trợ dụng cụ, thiết bị y tế cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh và đồng hành với dự án Thành phố xanh Bến Tre.